tò mò nhìn vào phòng soái ca. Cô gái xém ngất vì thấy rất nhiều vàng nhưng không dám thó. Hay tin có hàng xóm mới bảnh tỏn xinh trai về thuê phòng gần nhà, cô gái liền lân la, muốn biết anh sống sao mà đẹp trai vậy. Nên canh lúc crush vắng nhà, cô gái lén soi bên trong phòng và ngay lập tức vỡ mộng. Có những thứ không nên biết thì hơn, để tối về nhớ đến là không ngủ được. Thì ra không phải vàng nào cũng thích hợp để thó. Cái lỗ là nhét một cái quần để người khác có nhiều đào mà tối mình thấy cửa đó một cái hình là đã mở đèn nó nhìn được. Ở đây là cái trái này nó xuống không đen. Cô gái còn chia sẻ, hàng ngày đi ngang phòng thanh niên này đều ngửi thấy mùi của vàng và nước thánh, ám ảnh đến mức cả ngày không ăn nổi cơm. Chiến trường bên dưới là sản phẩm của hoàng thượng, còn anh sống ở tầng thượng phía trên. Nhưng anh mà mình để dòi nó bò lủng ngủm ở trên đó. Hai trên đó có hai lầu hai phòng mà mình không biết là trên đó nó có bệnh giống như ở dưới không, mình không biết thêm. Nghệ thuật sống và sức chịu đựng có thừa của anh khiến hàng xóm xung quanh nể phục, vì không phải ai cũng có khả năng sống hòa tan vào không gian nồng nặc bừa bộn như vậy. Ủa, chó mèo ị hay ổng vậy? Rồi tối ổng có về ngủ không? Sao chịu nổi? Tôi nói bây giờ chúng nó ở bẩn như hủi, cả trai lẫn gái, ra đường nước hoa thầm phức. Tôi thấy thúi online luôn á chạy. Có ní nào từng chứng kiến hình ảnh khó quên này chưa? Hãy để lại bình luận bên dưới cho mình biết với nha. Xin cảm ơn sự quan tâm và theo dõi của tất cả các bạn. Đừng quên nhấn like, share và đăng ký kênh để không bỏ lỡ bất kỳ video nào của chúng mình nhé. Chúc các bạn thật nhiều sức khỏe và thật sự thư giãn với Tin Việt 2 phút. Xin chào và hẹn gặp lại.